Thắng. Và như vậy là tiếng còi bắt đầu trận đấu đã vang lên. Hôm nay thì Ngọc Thắng sẽ đeo chiếc băng số 7, chiếc băng đội trưởng và áo số 7 của BNI Evidence 1. Lê Hiếu khá tốt, Ngọc Thắng sút xa. Trường Minh lại là một cú đá từ xa. Phản công, Lê Hiếu khá chống chải, đưa bóng vào, vượt qua được thủ môn bên phía BNI Lion. Đức Linh là người cắt bóng rất khỏe. Trường Minh, Ngọc Việt cao to không kém gì Trường Minh cả. Không được, rất nhanh. Đăng Đại, Đăng Đại dứt điểm. Ngọc Việt không thể đột phá thành công. Ngọc Thắng sút bóng không được. Cú đá này, Trường Minh rồi không thể có được bàn thắng. Rất dũng cảm và chơi bóng hơi phiêu lưu. Cơ hội cho các cầu thủ áo đỏ. Ngọc Thắng dứt điểm. 1-0 cho BNI Evidence 1. Người ngày hôm qua mới chỉ đáp chuyến bay từ Đà Nẵng ra Hà Nội đã chọc thủng lưới của BNI Lion. Pha bóng mà các cầu thủ bên phía BNI Lion đã chơi không an toàn ở hàng phòng ngự và họ đã phải trả giá với tình huống băng lên rất nhanh của Ngọc Thắng. Ám Hoàng Ngọc Phương cũng được tung vào sân. Và như vậy là tiếng còi bắt đầu hiệp 2 đã vang lên. Trong hiệp 2 này thì BNI Lion sẽ bảo vệ phần sân phía bên trái màn hình của quý vị và các bạn. Đưa bóng vào. Pha đánh gót là của Ngọc Thắng. Đưa bóng vào. Đánh đầu không được. Cơ hội sút bóng vẫn không được. Khá nguy hiểm, dứt điểm. Thêm một cú đá nữa nhưng đó là cú đá trượt. Sai lầm đến từ thủ thành Khương Văn Kỳ. Trận đấu vẫn được tiếp tục. Cơ hội không được. Khá tốt, Ngọc Việt đá ngay. Cú đá ngay đến từ Ngọc Việt. Cắt bóng đến từ Ngọc Việt. Đăng Đại, Đăng Đại cùng sự nhiệt huyết của mình. Đăng Đại, Đăng Đại rất cơ bản, rất cơ bản đến từ Đăng Đại. Pha quật bóng vuông vức và sau đó là một tình huống dứt điểm rất gọn gàng để nâng tỷ số lên 2-0. 2-0 cho các cầu thủ BNI Evidence 1. Lộn xộn không được. Và thủ thành Văn Kỳ, Trần Trung đứng trước cơ hội lớn. Trần Trung mở đây. Trận đấu chắc chắn sẽ trở nên hấp dẫn hơn. Một tình huống cố định đã mang lại hy vọng cho các cầu thủ BNI Lion. Cách biệt chỉ còn lại là một bàn mà thôi. Đăng Đại, lần này thì lại là phạt đền rồi. Long Thường, Long Thường rất đơn giản, 3-1. Cách biệt hai bàn đã được tái lập. Long Thường, và đảo chân của Long Thường xử lý như thế nào? Vẫn là Long Thường dứt điểm không được. Thêm một cơ hội nữa, dứt điểm tốt. Ngọc Việt đánh biên dứt điểm kỹ thuật. Đức Toàn là người đã nâng tỷ số lên 4-1. Dàn xếp tốt, có được lực lượng nhân sự đứng ở những điểm quan trọng và pha dứt điểm với một cú miết lòng trong với góc gần.
nhiệt huyết của mình. Tô Văn Kỳ. Không thể có cú đá. Rồi. Vẫn không. Và đã có bàn thắng cho các cầu thủ bên phía BSI Lion. 4-2 rồi. Chớp cơ hội rất nhanh đến từ Hoàng Ngọc Phương. Phương ô tô cũ là người đã chớp được cơ hội sau những lộn xộn. Cơ hội 5-2. Trời quá đồng đội đến từ vị trí của Ngọc Việt. Văn Nam là người được nhận món quà. Văn Nam là người đã ghi bàn thắng thứ 7 ở trận đấu này. Và như vậy là trận đấu đã kết thúc. Chiến thắng đậm đà 5-2 được dành cho các cầu thủ BNI Evidence 1. BNI Evidence 1 đã duy trì được chuỗi trận chiến thắng liên tiếp của mình. Và ngay sau cuộc đối đầu này sẽ là một trận đấu khác của một ứng cử viên vô địch.